nghệ sĩ Xuân Hương được khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên và đạo diễn đa tài. Nghệ sĩ Xuân Hương là một trong những cây hài có tiếng trong nhiều tác phẩm kịch, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Và trên con đường sự nghiệp ấy, luôn có một người tri kỷ song hành cùng cô để chia sẻ vui buồn. Đó chính là nữ hoàng nhạc rock, ca sĩ Ngọc Ánh. Hãy cùng giải mã tri kỷ, giải mã tình bạn đặc biệt này. Cô ơi, đến với phần xin chào này, chương trình lại đưa con rất là nhiều màu sắc. Và cái ra màu đầu tiên con xin phép hỏi hai cô, đó là màu xanh lá. Nó có ý nghĩa gì với hai cô ạ? Không biết làm sao nữa ha. Có lẽ là chắc là do là mình đi diễn từ cái hồi mà tuổi nó còn xanh. Dạ. Hả? Chắc là vì vậy cho nên là bây giờ mới bắt đầu từ màu xanh. Dạ. Cho nên rất là yêu màu xanh lá. Dạ. Hai cô gặp nhau từ khi nào? Cô bây giờ mình kể lại cho quý vị khán giả là cái ngày đầu tiên mình gặp nhau như thế nào ạ? Thực ra thì Ngọc Ánh biết chị Xuân Hương từ năm 91 là ở sân khấu Phú Thọ. Rồi nếu mà ngược thời gian về phía trước nữa là năm 89 có đi diễn chung với đoàn của nhạc sĩ Vũ Ân Khoa. Nhưng mà lúc đó là phần ai nấy hát, phần ai nấy diễn. Nhưng mà khi về tới thành phố hát ở các sân khấu tụ điểm mới bắt đầu là chạy show, mới là đụng mặt nhau nhiều. Và có những lúc chị Xuân Hương diễn trước ánh thì anh đứng trong cánh gà anh xem. Dạ. Có những lúc thì là chị Xuân Hương diễn sau ánh thì chị Xuân Hương đứng xem ánh hát. Cho nên là đã biết nhau rất là thân lúc đó rồi, mà cứ chạy show gặp nhau là cứ chào chị rồi chạy đi thôi, không có thời gian để nói chuyện nhiều. Mà mãi sau này thì một thời gian Ngọc Ánh mới gặp lại chị, là vì có một cái giai đoạn là Ngọc Ánh ở hải ngoại, cho nên là sau này về lại gặp lại chị thì coi như là chị em mới bắt đầu hàn huyên tâm sự, là bắt đầu mới nối lại tình xưa, cũng được 7 năm rồi. Vậy cô Ánh, cho con hỏi là cái điều gì ở cô Hương làm cho cô Ánh cảm thấy quý mến nhất ạ? Đó là cái sự chân thành. Dạ. Cái sự chân thành là bởi vì chị từ cái gì của chị cũng từ trái tim mà ra. Dạ. Được là chị nói được, mà không được là chị nói không được. Mà cái gì chị cũng thật lòng hết. Chị nói là nói hết cái ruột ra thôi. Cái sự chân thành đó nó mới làm cho mình quý mến. Chứ không có một cái gì gọi là đãi bôi, hay là mình nói cho nó suông miệng. Mà tất cả đều là cái từ trái tim mà ra. Thế thì cô Hương, điều gì ở cô Ánh làm cho cô Hương cảm thấy quý mến? Nói chung là ở Ngọc Ánh thì có nhiều điểm để cô Hương thích, cô Hương quý mến. Thứ nhất là về cái tài và cái tâm đối với cái tài, tâm đối với nghề của mình thì đúng hơn. Rồi sở thích cũng thích giống nhau, ăn uống cũng cái gu giống nhau, tức là ăn bất cứ cái gì cũng được, miễn ngon thôi. Vì hợp cả nên chúng ta cùng đến với ra màu tiếp theo, đó là màu vàng. Tại sao lại là màu vàng? Nó có phải là cái thời kỳ hoàng kim nhất của hai cô? Vậy quá. Màu vàng lúc nào nó cũng rực rỡ. Dạ. Thời kỳ hoàng kim lúc đó hai cô đã thân với nhau chưa? Thân rồi. Dạ. Là bắt đầu đi hát rồi. Dạ. Là đã gặp nhau rồi, là đã tưng bừng rồi. Nhưng mà cái lúc mà oanh liệt nhất của chị Xuân Hương và Ngọc Ánh, cũng là một fan hâm mộ chị cho tới tận bây giờ, đó là từ năm 96 là bắt đầu chị diễn Những Người Thích Đùa. Cho nên đó là cái thời kỳ mà vàng son nhất, là hai chị em đã chạy show, đã gặp nhau. Và lúc đó chị đã là cái người mà nổi bật trong cái làng hài lúc đó, ở một cái khía cạnh rất mới mẻ, rất lạ, rất trí tuệ, rất nhân văn, mà nó hài hước một cách là thâm thúy mà tuyệt vời. Cho nên là Ngọc Ánh mê lắm mà không có thời gian đi xem. Chỉ có xem những cái tiểu phẩm ở trên các cái sân khấu mà tụ điểm mình đi diễn chung nhau thôi. Còn mà nguyên cả một cái series của Những Người Thích Đùa là phải mua đĩa về coi, mua băng về coi. Đó, là Ngọc Ánh mê kinh khủng. Đó, thì cái thời đó đó, Xuân Hương thấy cô Ánh á, là hát đủ loại dòng nhạc hết. Mà mới vừa quậy tưng bừng, đi bằng đầu gối như là thần nữ dân ngũ Linh Kỳ. Rồi quật cái tóc như thế này, quật lên này kia, ngồi nhảy lung tung, nhảy tưng bừng. Xin lỗi, không phải vô lung tung, nhảy tưng bừng. Vừa đó là sau đó hát một cái bài bolero rất là mùi. Đó là mà không thở, nén hơi như thế nào rất là hay. Cô Ngọc Ánh được cái là tự luyện tập, vừa leo cầu thang mà vừa hát, để cho cái hơi của mình á,
nó không có bị ngắt quãng, không có bị thở dốc trong cái lúc mà hát như vậy đó, thì là và cái lửa nghề của cô Ngọc Ánh đó, nó rất là gọi là lúc nào nó cũng bừng cháy, ngay cả khi mà những cái lúc Tết á là diễn còn nhiều hơn nữa, nghĩa là chạy đến mức là bơ phờ, nhưng mà ở ngoài á thì là thở thôi là thở, nhưng mà bước qua sân khấu một cái là lên. Khác liền, sung lên là cái mặt khác liền như là cái hoa mới nở dạ. Đó, cho nên là mình yêu nghề và mình thấy được á, một người em, một người đồng nghiệp mà cũng yêu nghề như vậy, lửa nghề như vậy, và một người quá tài năng thì tự nhiên mình rất là thích đó. Cho nên là từ từ rồi có dịp nói chuyện với nhau thì càng ngày nó mới thấy càng thân nhau hơn. Dạ, vậy thì con sẽ hỏi về màu nâu. Màu nâu thường người ta hay nghĩ tới những cái màu nó hơi cổ xưa, nó bền lâu giống như màu gỗ vậy đó. Bây giờ con hỏi hai cô nè, tình bạn của hai cô bền lâu là do điều gì ạ? Nó là sự chân thành. Dạ, ngay từ đầu đã nói nhắc rồi. Về sự chân thành à. Vẫn là một sự chân thành và đối xử với nhau tử tế, và đồng thời cũng tôn trọng nhau nữa. Bởi vì thí dụ như Ngọc Ánh là em nhỏ hơn chị Hương cũng nhiều, nhưng mà chị Hương luôn tôn trọng Ánh. Cũng có những cái chị Hương hỏi ý kiến Ánh là em thấy làm sao đó. Thì giờ em thấy vậy thì chị thấy cũng chị cũng nhượng theo Ánh. Và đồng thời Ánh cũng tôn trọng chị, là nếu mà chị quyết định vậy thì ok, em cũng nghe lời chị. Thế vì mình phải có cái sự cân nhắc, bởi vì hai người là một cái sự hợp cả thì mới bền được. Chứ còn cả hai người mà không ai chịu ai hết thì không bao giờ bền lâu. Dạ. Và đồng thời phải đối xử với nhau một cách tử tế nữa. Dạ, cảm ơn hai cô vì hai cô đã chia sẻ cho con về những rất là nhiều điều mà chính bản thân con sẽ học hỏi.